Tina xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại Tina ngày hôm nay là ba ở tại Tân Châu An Giang rồi. Thì ngày hôm nay nói chung là buổi trưa, hồi sáng thì mưa quá mà giờ nó hơi nắng lên, thì Tina đi kiếm một cái món ăn giải trí buổi trưa cho quý vị xem nha. Đó chính là món này là cũng ít chỗ nào có đó. Chính là món gàng cua đồng đó, mua tươi luôn nha quý vị. Thì bây giờ Tina sẽ đi ra ngoài chỗ đó mua, xong sẽ về làm. Trời ơi, làm xong cái món đó thì quý vị biết rồi, nó sẽ nói chung là không biết là bây giờ rang muối hay là hấp xả nữa. Nói chung là bây giờ tưởng tượng trong đầu là đã thấy ngon rồi, thôi bây giờ đi mua về làm thôi. Ơi ngon lắm nha. Tô muối sả đây. Cái này về đó mà ăn không có hợp ý mấy đó thì về có thể là xin miếng đi. Giờ là mình không biết mình làm cái món này gì. Một là rang muối ớt, hoặc là luộc sả. Đó, giờ chuẩn bị về đi. Hầu quá, lâu lâu mới về Tân Châu An Giang thử món này. Tèn tèn tèn, sau nhiều phút chờ đợi thì đây đó, đây nè, chín hết rồi nha quý vị nha. Thì bây giờ Tina sẽ tắt bếp nè, ây da, và rớt ra thau. Đây ngồi xuống, rớt ra thau để thôi nó phải nha. Bây giờ đã chín hết rồi thì bây giờ mình đi xử thôi. Đi thôi, đi thôi. Đó, quý vị thấy chưa? Nguyên một rổ càng cua đồng. Đó, thấy chưa? Ngon mê ly luôn nha quý vị nha. Đây là cái gì vậy? Muối xả. Đó, tại chỗ nó ấy cho mình luôn vậy đó. Đó, nếu mà mình ăn mà cảm thấy là ngon không ngon gì tùy mình về nêm nếm thêm. Đó. Giờ bút nguyên gỗ. Ăn thử một càng cho quý vị coi nha. Cũng càng nào nó ấy cái thôi. Tại găng xứ cũng sợ đụng lắm. Gặp mấy này là nhiều khi là lấy đồ rồi đó, đập chụp giặt ăn cũng ngon. Thật ngon lắm nha quý vị, giờ nó dính. Thử ấy dính vô trong. Rồi có nước nữa. Được chưa?
gái ngồi ăn cũng có người chăm cà phê cho, đúng không? Mùa này cũng phải, chắc cũng phải là mùa cua lòng đó. À, nó hơi bị vỡ nữa, quá trời nước đó, cái gì thấy không? Nước quá trời luôn. Nước hút vô muốn sặc luôn á, quá trời nước. Có hôm mùa này là như là không phải kèm nó sao, nó hơi teo, nó hơi bị tớp thịt. Cắn vô miếng. Trời ơi, ngon mà còn thơm mùi xả nữa quý vị. Quý vị mà muốn luộc cái gì cho thơm nhiều á, nên đặt dập dập da hoặc là nhai luôn. Đó, nhai trực tiếp luôn là cũng ngon, thơm dữ lắm. À, giờ mấy gần bự này cũng sợ quá, nguy cơ quá. Nó càng vô, càng nào càng mấy hết. Cỡ đó đó, quá trời nè. Không dám cắn. Rồi cắn nó công, ngày mai mốt gì cái bắt đầu thay ra cái thứ mới. Càng chắc. Ngon quá, ngọt nước ghê luôn á quý vị. Càng ngày được cái là lâu lâu Tina về quê á thì mới được ăn thôi, chứ ở Sài Gòn thèm thấy mồ luôn mà có đâu ăn. Về ăn cho đã, về ăn cho mình rổ kìa, ăn hơn bỏ đói lâu năm nữa gì. Ngon quá. Ai mà có về quê Tina thì nên đến cái chỗ mà Tina đã có quay cái tên chỗ bán á và cái địa chỉ đó thì tới đó mua nha. Càng thấm càng ngon cực kỳ luôn. Tươi rối. Ngon quá. Đó, cái gì thấy không? Cắn nghe bớt bớt luôn á. Ngon càng. Cao rồi. Quay quay lê 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 vô cái nè. Đó. Thấy thịt trắng tươi không? Yeah. Ăn mà có người dùng miệng luôn á, ví dụ đó 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 đó, ngồi dùm miệng luôn, để thèm quá mà con không biết ăn cái này đâu. Trời ơi coi nè, gói miếng thịt nè quý vị, đó đây thấy chưa, miếng miếng gì đó ra, miếng miếng ra, ngon cực kỳ. Mẹ dạy chú khác đi, không biết ăn cho con. Đi đi. Ngon lắm luôn. Đó. Trời ơi, lại có thêm món nữa quý vị. Ông anh rể tôi thương tôi quá, cái này là tôi về nè, còn hơn là chết đói với thèm lâu năm nữa. Cái này về thèm lắm, mới kiếm được cái món gạch cua, giờ thêm cái món mực nướng. Trời ơi, khô mực nướng nha quý vị nha. Đó, hồi thử lắm này, pha xong qua thử cái này. Ngon quá, chịu hết nổi. Ngon ngọt quá trời luôn. Ai muốn ăn á thì hả alo cho Tina cũng được, Tina tiếp tài giỏi luôn. Mua từ quê lên là tiếp có hơi bị mắc nha quý vị nha. Đó, ok, ngon quá trời, coi càng càng ngọt càng mấy, thấy chưa? Cái này mà nó kẹt vô người rồi sao trời, nó kêu má ba luôn. Đó, đó Na đã giới thiệu rồi đó, thì có ai mà tới với dùng tỉnh ta kêu là ở Tina là cái gì à? Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang nha quý vị nha. Đó, của người Tina càng cua rồi, càng cua đậm thiệt nha quý vị nha, không có nuôi đâu nha.
mùi táo lắm chị. Tại quý vị thấy không, luộc ra nước nó giặt hạt là đổ thấy không nha con. Về đây được cái rất là ăn mấy cái món miền Tây, món này là ăn giặt thôi đó quý vị, của quê Tina là ăn giặt làm gì. Cái này này mà giao dai đổ nãy ký 2 ký ăn cho đã luôn, ăn cho đủ. Còn muối này là khỏi nó, mặn mặn ngọt ngọt, xả thơm, ớt cay. Ta kêu là muối xả. Này không biết là ở Sài Gòn có ai biết làm món này không? Ngon á. Con này thịt chắc này. Subscribe kênh của Tina nha và like ủng hộ Tina nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.